I've been on my spaceship counting stars since 94, waiting for someone to come and knock on my door, looking for someone who'd be the Venus to my Mars. Why does love always have to be this hard? Hello, hello, chúng mình đã gặp lại nhau rồi đây. Các bạn có khỏe không? Còn Hạ thì vẫn khỏe. Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ trở lại Sài Gòn sau hơn 10 ngày về nhà thăm mẹ. Các bạn biết rồi, suốt mùa dịch thì Hạ bị kẹt lại Sài Gòn. Thấy các bạn quay quần với gia đình, với bố mẹ, với anh chị em thì tự nhiên mình có chút tủi thân. Đây là vừa có lệnh hết đợt giãn cách xã hội là bà Hạ bút vé về liền và ngay ở trong đêm luôn. Nói chung là lâu lâu về nhà, được mẹ chăm kỹ quá nên là các bạn có thấy gì không? Bà Hạ có vẻ hơi phốt phát, hơi mập mập một chút đúng không? Hạ leo lên cân thì bây giờ đã khoảng 53 đến 54 kg. Oh my god, đây là lần đầu tiên mà Hạ đạt một cái cân nặng kỷ lục như thế. Các bạn nhìn đi, trời ơi gì đâu mà bụng hơi bị to, bắp tay bắp đùi cũng tăng dần đều. Nên là Hạ hứa với lòng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, Hạ sẽ có một cái bữa ăn nhiều dầu mỡ một chút. Và sáng mai Hạ sẽ áp dụng chế độ eat clean và siết cơ thể để giảm cân từ từ. Hạ có ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn sẵn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối cùng nhau trong căn phòng mới nhé. Let's go. Ôi, nói chung thì cả ngày không có ai ở nhà, đóng cửa suốt nên là phòng hơi bị bí. Nên là khi mở cửa thì cái mùi không dễ chịu chút nào, nó cứ xộc vào mũi ấy. Cho nên việc đầu tiên là Hạ phải cột rèm lên này, mở bung hết tất cả các cửa cho có không khí một chút. Cha, và thường thì bà Hạ sẽ lột sạch hết các phụ kiện như là hoa tai này, vòng vèo các thứ cho nó thoải mái hơn một chút. Trời, làm con gái cực kỳ mệt đúng không? Bởi vì Hạ cũng thích mặc quần áo basic ấy, cho nên là mình sẽ ưu tiên sử dụng phụ kiện để tạo nhiều điểm nhấn bắt mắt hơn. Và cũng chính bởi vì sở hữu nhiều phụ kiện quá nên là Hạ luôn luôn phải tập cho mình một cái thói quen mới là ok, mình sẽ phải để ngăn nắp, treo gọn gàng, khỏi mất công phải lục tìm cho những lần sử dụng sau. Vậy thôi à. Cha, bây giờ sẽ là thời gian chăm chút cho khu vườn bé bé xinh xinh của bà Hạ. Nói thiệt với các bạn là hơn 10 ngày thả các em lăn lóc ngoài ban công thì cũng cảm thấy có lỗi thật sự. Hú hồn là mấy cái chậu cây của bà Hà có sức sống hết sức là mãnh liệt, cho nên là chưa có em nào bị hy sinh cả. Hà chỉ cần chăm thêm một ít nước này, tỉa thêm một vài cái cành vàng úa là đủ rồi. I never thought you would take over my mind, 'cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my patterns a lot. Yeah, I never thought I'd be sitting here wrapped in your arms. Xí xí, quên nói với các bạn là Hạ về nhà có sưu tập thêm một vài em xương rồng rất là xinh, có cả lưỡi hổ này và nha đam nữa. Đợt này trở lại Sài Gòn, Hạ chẳng đem về ngoài mấy cái giống cây để trồng. Hạ thật sự vui khi thấy các em lớn lên mỗi ngày. Thật sự là vậy, khi mà về đến nhà, mở cái ban công ra, một khu vườn bé bé xinh xinh này, có nhiều cây xanh này, tươi mát. Trời ơi, mình cảm giác dễ chịu lắm. Cho nên là Hạ sẽ quyết tâm sưu tập xin xỏ chôm chỉ đâu đó để chiếc ban công của mình phủ một màu xanh mướt luôn. Càng nhiều cây thì càng tốt. Vậy ha. Yeah. Bẻ 3 cái, được mấy cái này. Mình sẽ trồng mấy cây bé bé này vào. Bây giờ sẽ là chương trình vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dù cho có ở một mình, sống độc thân đi chăng nữa thì nhất định mình phải chăm sóc bản thân của mình thật tốt, nấu một vài món ngon và tự hưởng thụ thôi.
làm dụng quá là nhiều tinh dầu thì thi thoảng họ sẽ mua thơm về, bỏ ruột và đốt nến, tạo một cái hương thơm tự nhiên cho không gian phòng của mình. Đặc biệt là hạ vắng nhà khá là nhiều ngày như thế này, nến sẽ làm không gian ấm áp hơn, mùi hương sẽ làm không gian dễ chịu hơn. Tối nay thì Hà sẽ ăn bún nước tương. Món này chuẩn bị siêu siêu nhanh vì chả cuốn đã được chuẩn bị từ sáng nay bởi cô bạn thân của Hà rồi. Này ngâm trước cũng được nhưng mà tại vì tao thích ăn nó giòn á. Nếu mà ngâm thì lát ăn nó sẽ bị mềm. Cái này là cà rốt đúng không? Cà rốt. Trứng, thịt băm, hành. Còn bên kia là nấm hương. Là nấm hương với mộc nhĩ. Mộc nhĩ nữa. Tai mèo á. Nấm tai mèo á. Có bỏ gia vị gì chưa? Chua. Giờ mới bỏ này. Cắt vô. Chảy nước miếng rồi. Trời, muối. Phải mình có cà no ha. Hôm bữa quên mua cà no. Ngọt. Không. Cho đi. Tại vì nó không ngon ngọt. Thôi vậy được rồi. Thì đã nói là nấu chuẩn bị bắt mà. Có trứng là thấy hấp dẫn rồi đó. Trứng thì cho nó đỡ khô á. Tao nghĩ là chắc phải bỏ thêm một quả trứng nữa. Lấy không? Để tao lấy cho. Từ đó coi xem nó khô không. Cái này được cũng phải mười mấy 20 cuốn luôn á. Nhưng mà tao làm ăn dần mà. Rồi cứ để trong quấn lại, để trong tủ lạnh á, xong rồi để ra chiên. Chiên sơ qua xong rồi khi nào ăn thì chiên kỹ lại. À hiểu rồi. Ôi sao cái cuốn ta nó mập mập tròn tròn vậy trời. Đây. Dễ phát hiện cái nào của mày, cái nào của tao. Nè. Mập mập tròn tròn, chà bá lửa luôn. Cắt cái mới. Đây là của tớ, còn đây là của sao mà nó dài dữ vậy, sao tớ ngắn cũng đục vậy. Tao biết mà, người đứa hay quấn lần đầu hay vậy lắm. Em cái này mua siêu thị hả mày? Rồi, cái cuối cùng là của chị Bảy. Đũa. Cái này rất là bự. Cái này có thể rắc tiếp quá. Coi chừng nó xịt nha. Nó giòn quá. Mà nó to quá à. Bởi vì có sẵn hết rồi, giờ thì chỉ cần chiên thêm mấy món đậu hũ nữa là ngon ngon. Trong lúc đợi mấy miếng đậu hũ chiên giòn giòn thơm thơm thì mình chuẩn bị nước tương nhé. Một muỗng đường này, một lát chanh vắt nước cốt, tỏi và ớt băm. Giờ thì cho nước tương vào, ăn bao nhiêu thì đổ bấy nhiêu. Vì ghiền sa tế nên bà Hà sẽ cho thêm một ít, tạo hương vị, tạo màu sắc màu mè. Ok, bây giờ thì mình chỉ việc trộn đều lên là ngon nhất nách liền. Và thực sự thì Hạ không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị một bữa ăn đạm bạc như thế này. Mời mọi người cùng ăn tối với Hạ nhé. Ui trời trời, giống như là nhà hàng 5 sao tại gia chứ. Có nến, có hoa này, không, có cây xanh này, ấm ấm, chiêu chiêu, ta nói thích thật luôn á.
ngày mai thì chắc chắn là Hà sẽ áp dụng phương pháp Eatling rồi, nên là hôm nay Hà sẽ ăn một bữa no hết mức có thể và thật sự enjoy cái bữa ăn này. Ok, bây giờ thì Hà sẽ dọn dẹp một chút nữa nhé. Bụi thật sự nhiều luôn. Hà thường lau màn hình bằng bông tẩy trang và nước rửa kính. Việc mà đặt bàn làm việc ngay cửa sổ lớn có thể lấy được cái ánh sáng tự nhiên khá là nhiều, nhưng mà cũng dễ bị bụi lắm. Hà phải thường xuyên lau chùi để mà không bị bẩn, khó chịu khi mà mình làm việc. Và với các bạn là từ hôm sắp xếp lại đồ đạc trong nhà tới bây giờ thì Hà tháo tất cả dây nhợ của máy tính ra để mà dễ dàng trong việc di chuyển hơn. Và cứ thế để nguyên cho tới tận bây giờ luôn. Bữa giờ thì Hà toàn sử dụng laptop thôi, nhưng mà Hà nghĩ là có PC thì làm việc sẽ nhanh hơn một chút, nên bây giờ mới bắt đầu kết nối lại. Một đứa thù ghét công nghệ, không am hiểu công nghệ, không rành về công nghệ thì cuối cùng cũng phải ngồi kết nối mấy thứ này thì không thích một chút nào luôn ấy. Biết làm sao giờ, mình phải mò mẫm thôi. Ôi, sợ thật sự luôn. Trời, bao nhiêu dữ liệu trong này mở mà không được nữa đâu, không biết làm sao luôn. À, có một chuyện đáng buồn là 15 phút đã trôi qua và cái máy tính thì vẫn như thế. Hà nghĩ là có mấy lần Hà xích trao không đúng cách, kiểu như là mình hay vô tình đá vào cái dây điện, thế là tắt nguồn một cách bất ngờ. Và cứ thế nhiều lần cho nên là hỏng luôn. Hà nghĩ là Hà sẽ phải tẩy trang, đi tắm và chờ thêm một lúc nữa xem sao. Hà chợt nhớ ra là mình còn một ít thơm bỏ trong tủ lạnh. Bỏ đi thì hơi phí nên Hà quyết định là sẽ làm một cốc nước giải nhiệt mùa hè liên quan đến thơm. Và tự nhiên một cái idea hết sức là điên rồ lé lên trong đầu mình là ồ, tại sao mình lại không pha cocktail bia. Đây là một cái món mới tự mình nghĩ ra, chưa qua kiểm chứng, nên là Hà nghĩ là ok, để Hà làm chuột bạch thử, mạo hiểm trước, rồi các bạn hãy làm sao nha. Đầu tiên thì Hà sẽ cho thơm vào ly, dầm cho thơm ra nước một chút xíu. Cắt 3 đến 4 lát chanh này, cắt mỏng thiệt là mỏng. Nửa quả chanh còn lại thì mình sẽ viền ở trên miệng ly trước, vắt nước cốt vào trong. Rồi, bây giờ thì cho các lát chanh vào, bỏ đá thêm, trộn đều tay. Tiếp theo thì mình sẽ đổ bia và có một cái lớp bọt ở trên như thế này nè. Và trong tất cả các loại bia thì Hà lại thích dùng nhất là bia San Miguel Light. Không sợ mập mà mập và hương vị nó cũng kiểu khác khác những loại bia mà Hà thường uống ấy. Nói chung là rất là thích cái nhãn hiệu này. Nhìn nghiêng nghiêng thì giống trà đá lớp kem chi.
vắt thêm một ít muối ở vanili này, trang trí một vài lá chanh, một vài lá bạc hà. Làm gì có sẵn lá bạc hà trong tủ tầm này. Nói chung thì mình chơi lá húng lủi hồi nãy Hà ăn bún vào. Dù gì thì cũng là mục đích trang trí thôi. Ok, vậy là xong rồi chứ. Và mọi công tác đã xong. Bây giờ thì bà Hà bà thóc một vài cây bóng đèn nhấp nháy ở trên cùng với một cái bóng đèn rất rất là nhỏ cho buổi tối khá là chill như thế này. Thật sự thú vị với các bạn thì đây là lần đầu tiên Hà uống cocktail pha với lại thơm hay còn gọi là dứa. Hồi trước thì Hà đã từng uống cocktail bia với lại dâu tây này, với lại kiwi, táo và hình như là chanh với mật ong. Thì đây là lần đầu tiên Hà tự làm và không biết nó như thế nào nữa. Nhưng mà chắc chắn một điều, nếu mà bạn nào có am hiểu về cocktail á, thì thường là bia pha với trái cây thì nó sẽ không có hại lắm cho sức khỏe. Mặt khác thì nếu mà mình làm đúng công thức á, thì nó sẽ đem lại những cái hiệu quả cho sức khỏe nữa cơ. Nhưng mà không biết sao, hôm nay Hà thử ha. Trộn đều lên, cho chanh này, cho thơm ngấm lại với bia. Được. Thú thật với các bạn thì tối nay á, đáng lẽ theo kế hoạch của Hạ là Hạ sẽ phải edit xong một vài đoạn clip cơ, nhưng mà bây giờ cái máy thì nó bị điên điên khùng khùng rồi, cho nên ngày mai là Hạ sẽ dành nó đi sửa. Cho nên tối nay thay vào cái thời gian trống đó thì mình sẽ làm radio, bởi vì lâu lắm rồi Hạ cũng chưa làm lại cái radio thứ hai. Nhưng mà các bạn biết sao không, có một cái khó khăn đối với bản thân của Hạ là vậy, bởi vì công việc của Hạ thì có nhiều khi nó hơi bị bận ấy, cho nên là rất muốn có một cái nội dung nào đó hay ho để phát sóng trên radio. Hạ thì Hạ nói thì được rồi đó, nhưng mà cái quá trình biên tập này, quá trình đi viết bài nó hơi lâu một chút xíu. Cho nên là ngày hôm nay Hạ có một cái ID mới là Hạ cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người về mặt nội dung của radio. Có nghĩa là bạn nào viết ổn ổn một chút xíu nè, thích chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình về quan điểm sống, về quan điểm tình yêu, các bạn viết ổn ổn một chút xíu về mặt nội dung đảm bảo ok, thì các bạn có thể gửi về cho Hạ qua địa chỉ nào ta? Có thể là địa chỉ email hoặc là chắc là group, fanpage. Hạ có một cái fanpage nhưng mà lâu rồi Hạ cũng ít check, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà Hạ hứa là sắp tới Hạ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để quản lý cái fanpage nó ổn hơn, có nhiều sự tương tác hơn. Thì các bạn có thể click vào cái link Hạ ghi ở dưới bình luận để có thể gửi bài. Thì qua đó thì tụi mình vừa có thể giao lưu học hỏi với nhau, thứ hai nữa là Hạ cũng có nhiều cái bài nội dung, nhiều cái quan điểm gọi là đa chiều hơn, và cái giọng nói của mình lồng vào. Và sau cái tập đầu tiên phát sóng trên SoundCloud thì Hạ thấy là đa phần mọi người á thích nghe radio, nhưng mà họ lại ít tương tác trên cái mạng xã hội đó. Cho nên là Hạ nghĩ là sau này Hạ sẽ làm một cái mục riêng ở trên YouTube luôn, nó tên là Hạ Radio chẳng hạn. Thì các bạn thích nghe Hạ mà không thích nhìn Hạ để Hạ ru ngủ mỗi đêm thì các bạn cứ click vào nha. Hạ có một playlist mới, cho nên là ủng hộ. Ok, bây giờ thì Hạ sẽ làm nội dung cho bài radio thứ hai. Bây giờ thì đang bí ý tưởng, có thể là uống cái ly này xong xỉn, biết đâu nói lại hay hơn, cảm xúc nhiều hơn. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Tối nay thì Hạ quyết định sẽ phải đi ngủ sớm này, bởi vì ngày mai mình có rất là nhiều công việc phải hoàn thành, như là mình phải đem máy tính đi sửa sớm này, rồi mình sẽ có một cái buổi chia sẻ nho nhỏ, một cái event vào buổi tối, và còn phải mua thêm một vài dụng cụ linh tinh để mà sắp xếp lại cuộc sống sau cái mùa dịch và bắt đầu tập trung vào công việc. Nói chung thì mình còn khá là nhiều thứ để hoàn thành. Nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng phải ráng tranh thủ dọn dẹp giường, lăn bụi vì hơn một tuần qua mình không ngủ trên chiếc giường quen thuộc này. Chúc mọi người ngủ ngon và có giấc mơ thật đẹp nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh này, nhấn chuông để nhận thông báo cho tập mới nhất trên kênh của Hà Sumi nhé. Mình là Hà Sumi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. I love you guys. Bye.